Em xin chào cả nhà nhé, chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân ở Nhật. Hôm nay lên cho các bác hai siêu phẩm về máy giặt Nhật nội địa này các bác nhé. Phân khúc máy giặt của Toshiba đây các bác, Toshiba đây, một con của nó là mã hiệu là TVK117A8, con máy 11 cân, và con này TVK127X8 nhé. Một con thì nó là phím ấn điện tử này. Đấy, các bác nhìn là phím ấn điện tử nhá. Một con này là phím hoàn toàn là cảm ứng. Con X8 này thì đầy đủ các tính năng hơn, VIP full hơn con A8 này một chút các bác nhá. Đều là máy giặt 11-12 cân, hàng Nhật nội địa. Hai con này thì nó là cực chạy cực êm, cực bền. Nó là phiên bản hàng dùng lướt và mua đấu giá, chất hàng đẹp như mới luôn. Các bác nhìn đây em giới thiệu qua là con X8 nhá. Con X8 này thì thiết kế màn hình LCD lớn, phím được hoàn toàn cảm ứng, các bác cắm vào thì rất đẹp và mượt như iPhone luôn. Ngoài ra các tính năng của con X8 này thì có đổ nước giặt nước xả bằng tay này. Ngoài ra thì nó có thể đổ nước giặt nước xả tự động nhá. Các bác cho nước giặt đây, nước xả đây, tự động máy sẽ hút theo định lượng ở trong lồng, máy tự động cân và hút theo định lượng nhá. Giặt kèm sấy khô luôn. Lồng, hệ thống lồng thì rất đẹp luôn đây các bác. Nó là hàng vừa về em chưa vệ sinh nhá. Gioăng giếc và xanh lét luôn, hàng dùng lướt. Con X8 này thì rất đẹp, máy 12 cân, dùng gia đình từ 3 đến 10 người thoải mái. Và con A8 này cũng vậy. Con A8 này thì nó thiết kế là màu trắng, mà một con màu trắng, một con màu nâu, thiết kế hai ba màu này rất là sạch sẽ và sang trọng nha các bác nhé. Bác nào quan tâm đến các mẫu máy giặt dùng lướt dùng cho gia đình mình, giặt chăn ga gối đệm hay là các cái sản phẩm quần áo cho gia đình mình thì các bác vào tham khảo qua các mã máy giặt bên cửa hàng em ạ. Con X8 này thì các bác nào mà thích dùng phím cơ mà không thích dùng cảm ứng thì mua con này nhá. Con này thì nó đầy đủ các tính năng như giặt thường, giặt sấy và sấy không, và tất cả các máy giặt Nhật đều có các tính năng như vậy các bác nhá. Giặt thường này, giặt sấy và sấy không. Con này được thiết kế màn hình LED LCD, mình ấn thủ chủ và bằng tay nhá, phím ấn điện tử này các bác này. Đấy, hàng rất sang trọng luôn. Con này A8 này thì cũng cực kỳ là đẹp. Bên hông sườn trước không sườn sau, hàng thì mới về, em cũng đã test khá là ok rồi. Chuẩn bị bác nào bổ kết thì em cho em vệ sinh đi ạ. Đây, bác nhìn thấy chất hàng rất đẹp luôn. Đằng trước, đằng sau của nó khá là đẹp nha các bác nhé. Đây, bác nhìn này, hàng rất đẹp luôn. Hàng chưa vệ sinh mà nó đã đẹp như này rồi. Bác nào mà đang săn máy giặt Nhật nội địa thì có thể vào qua tham khảo ở bên cửa hàng em nhé. Em Dân ở Nhật ở ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội, số nhà 68C. Các bác vào trong ngõ, em ở số nhà 68C nhé. Hay là số điện thoại của em là 0937 445 330. Tất cả những cái sản phẩm máy giặt bên em đều là những sản phẩm hàng dùng lướt, hàng mua đấu giá, nên là cái chất hàng nó khá là đẹp. Đây các bác nhìn sách vở hay là catalog của nhà sản xuất vẫn còn. Cái này thì nó là máy 11 cân sấy 7, và con X8 này nó là máy 12 cân sấy 7. Hàng cực VIP, ngoài ra là hàng siêu lướt nhá, đều là sản xuất 2020-2021. Có nào quan tâm thì alo cho em qua số điện thoại 0937 445 330. Con X8 này màu nâu này thì phím cảm ứng VIP full chức năng này bên em giao ra là 28 triệu. Con A8 này thì bên em giao ra là 23 triệu 500. Bác nào quan tâm thì có thể alo em nhé. Em Dân hàng này thì di nguyên bản, bảo hành 15 tháng, bao test máy trong vòng 3 tháng đầu, hỗ trợ lắp đặt trong vòng 100 cây. Các bác quan tâm thì có thể alo cho em, số điện thoại của em là 0937 445 330. Các bác quan tâm thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Bác nào ở Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0937 445 330. Địa chỉ của em là số 68C, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội ạ. Toshiba là một thương hiệu máy giặt khá là nổi tiếng. Ngoài ra này, các bác dùng hàng Nhật thì cứ dùng Panasonic và Toshiba nhé, là top đầu về cái máy giặt Nhật nội địa rồi. Máy giặt kèm sấy khô luôn, công nghệ sấy block, sấy điều hòa. Bác nào quan tâm thì alo em nhé. Em chào cả nhà.